đón lễ Quốc khánh 2 tháng 9 trong điều kiện cả thành phố Đà Nẵng đang căng mình chống dịch. Để hưởng ứng chủ trương phòng chống dịch của thành phố, người dân Hòa Vang có cách chọn cho riêng mình. Đó là ý thức thực hiện nghiêm nguyên tắc, ai ở đâu thì ở đó. Tại căn nhà này, mọi năm cứ đến ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 hay dịp lễ Tết, anh Đặng Ngọc Hiệp ở thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang đều tổ chức họp mặt gia đình hay gặp mặt bạn đồng môn. Nhưng năm nay lại khác, anh chọn việc chăm chút ngôi vườn nhỏ như là một thú vui tao nhã trong suốt thời gian giãn cách xã hội. Năm nay dịch bệnh thì thực hiện cái chỉ thị 05 cũng như cái quyết định 2788 của Ủy ban thành phố thì ai ở đâu ở yên đấy. Thì gia đình chúng tôi cũng thực hiện theo chủ trương đó. Thì tôi chọn cái thú vui là làm vườn, làm những việc lặt vặt mà gần như hàng ngày mình không làm. Còn với nhóm bạn trẻ này, lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, thay vì nhóm họp vui chơi, thì nay các bạn chọn cách giải cứu nguồn rau xanh cho bà con nông dân địa phương, mang đến từng nhà để cung ứng cho các hộ gia đình theo đơn đặt hàng. Năm nay thì dịch bệnh khó khăn thì mấy em gác việc vui chơi đó qua một bên. Thì cùng bà con ở La Bông Hòa Tiến hỗ trợ bà con bán rau. Trong mùa dịch này thì bà con không bán được cho nên bọn em bỏ ra ngày để hỗ trợ cho bà con. Mong thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống trở lại trạng thái bình thường là nguyện vọng chung của hầu hết người dân Hòa Vang. Vì vậy, Tết độc lập 2 tháng 9 năm nay, suy nghĩ và hành động của từng người dân trong thời khắc đáng nhớ này là biểu hiện của sự quyết tâm đó.